Đến giờ này mình tin các bạn ở các xã vùng thấp của Lục Ngạn không nhà nào có vải nữa. Bởi vải các bạn đã ra sau một lần lộc rồi, các bạn đang nhú lộc hai. Nhưng nhà mình vẫn còn vải ăn các bạn ạ, tuy bé nhưng nó là những quả vải cuối cùng của mùa năm 2021. Mình đính chính một chút. Thì hôm qua mình có làm một video là khu mình đã chuyển từ chỉ thị 16 sang 15, tức từ cách ly sang giãn cách xã hội. Tuy nhiên đây là khu thị trấn thôi. Như một số anh em có chia sẻ trên Facebook, bởi mình không có công văn chính xác, chỉ chủ yếu xem trên Facebook thôi. Thì là mình nó thuộc có ca F0, cho nên thuộc giãn cách đi y tế, nhưng vẫn chưa hết giãn cách các bạn ạ. Nhưng chẳng biết có phải không. Mình nói như vậy để kiểm tra là độ chính xác của nó mà thôi, chứ mình không nói như vậy các bạn để bảo là mình đang quay video từ trước. Tức là hôm qua mình quay cái cây sam ấy, mình nói về cảm nhận của mình phòng chống dịch ở quê hương mình. Cũng như hôm qua mình lên thăm vườn Thanh Hà, mình nói là mình đã chuyển từ chỉ thị 16 sang 15, từ cách ly sang giãn cách. Tuy nhiên thì một số anh em hay một số công văn người ta chia sẻ là khu mình là khu cách ly y tế có F0, cho nên vẫn chưa chuyển sang 15, có thể đợi 1 2 hôm. Thì thời gian bây giờ nó là ngày 17 các bạn nhé. Đây này, 8 giờ 36 phút ngày 17 tháng 7 năm 2021, tức ngày 8 tháng 6 năm Tân Sửu, thì cách trước lập thu 21 ngày. Mình vẫn còn vải ăn nhá. Đây vải thiều, chắc chắn vải thiều nhé. Các bạn nhìn này, lá này không phải vải tàu nhá. Mình kiểm tra xem bây giờ nó quá muộn là có sâu cuống không. Mình bật flash lên. Đây. Không sâu cuống các bạn ạ, nhưng mà nó quá cũ, cho nên đen nó cuống rồi. Quả vải còi. Chính vì còi nó mới tồn tại được, quả đẹp nó sẽ rụng hết rồi. Vẫn còn vải ăn này. Vẫn còn vải ăn.